Anh Tùng, anh Huy, anh Ngọc, anh nhớ nhất cầu thủ nào nhập tịch nào của mà vào bóng đá Việt Nam? Nếu mà người đầu tiên, hình như là những một trong những người đầu tiên và lại còn khoác áo luôn đội tuyển quốc gia thì không thể ai qua được trường hợp Phan Văn Santos cả. Bởi vì anh ấy đã từng vô địch quốc gia, vô địch V-League trong màu áo của Đồng Tư Long An. Rồi sau đó thì anh ấy chơi một số trận, một hai trận gì đó trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Mà trong đó có cái trận với đội tuyển Olympic Brazil trên con đường Brazil đến với Bắc Kinh năm 2008. Ronaldinho đấy. Đúng rồi, có Ronaldinho năm đó. Nhưng ngay chính trong cái trận đấu đó thì Phan Văn Santos hình như cũng đã mắc phốt rồi. Anh ấy lại lầm nhầm hát quốc ca Brazil chứ không phải là hát quốc ca Việt Nam. Cái chuyện ấy cũng chẳng thể tránh được, nhưng có vẻ như anh ấy thiếu tế nhị. Và đó cũng là một trong lý do thôi khiến cho các cầu thủ nhập tịch đó cho đến lúc này chúng ta vẫn không thấy họ xuất hiện trong màu áo của đội tuyển Việt Nam. Mặc dù là xét về góc độ là luật pháp thì họ hoàn toàn có quyền, đúng không ạ? Họ không vướng gì với FIFA cả. Xét về chuyên môn cũng hoàn toàn là chuyên môn thì đương nhiên hoàn toàn xứng đáng. Rồi. Thế thì đấy là một trường hợp đáng nhớ. Còn nếu mà một người mà có lẽ là đã nhập quốc tịch rồi và chơi cũng có rất nhiều dấu ấn kể cả trước đến nước sau ấy, thì chúng ta còn phải nhớ thêm hai trường hợp nữa. Một là trường hợp là Samson thì giờ này vẫn đang đá, đúng không ạ? Và trước đó một chút, một người lớn tuổi hơn mà tôi thực sự là rất là kính nể, đó là Huỳnh Castellanos. Vì cầu thủ đó là một trong những cầu thủ đã phá cái kỷ lục ghi bàn ở giải vô địch quốc gia trong một mùa giải. Và anh ấy là một trong những mẫu trung phong rất là toàn diện, giúp chúng ta có rất là nhiều những cái kiến thức dành cho những người xung quanh, kể cả người xem. Nhìn một cầu thủ người Brazil chơi đúng ở vị trí trung phong thì sẽ là như thế nào? Anh ấy có được đầy đủ cả cái sự gọi là ngẫu hứng của một người Nam Mỹ, một người Brazil, mà còn có cả thêm nữa những cái kỹ năng khác để giúp cho gọi là đội bóng của anh ta có được những cái kết quả thuận lợi, nhất là những cái pha xử lý xoay lưng lại cầu môn đối phương. Đấy là những cái cầu thủ, có thể là một cầu thủ rất là giỏi. Đấy là ba cái tên mà tôi nghĩ rằng là thực sự ấn tượng, anh sẽ nhớ nhất, đúng không? Cho đến nay thì theo thống kê chưa đầy đủ thì có khoảng 25 cầu thủ đã nhập tịch Việt Nam từ 11 quốc gia là Brazil, Argentina, Nigeria, Ukraine, Thái Lan, Uganda, Zimbabwe, Cameroon, Ghana, Kenya, Hà Lan. Trong số đó có 6 cầu thủ gốc Brazil, nổi tiếng nhất thì là cái anh Phan Văn Santos rồi, đúng không? Rồi anh Huỳnh Castellanos. Bên cạnh đó còn có những người như là Nguyễn Rogério, rồi Nguyễn Trung Sơn, là anh Jefferson Valentim ấy, anh Đinh Văn Ta và anh Nguyễn Hoàng Helio. Còn có những cầu thủ khác là người Nigeria là cũng có những cái tên rất là ấn tượng như là Đinh Hoàng Mắc này, Hoàng Vít Sai này, mấy anh này chắc đã Ninh Bình trước, đúng không? Toàn lấy cái tên mà chú anh Bộ Trường đấy, đúng không? Họ Đinh nữa, rồi Đặng Amobi, rồi anh Nguyễn Quốc Thiện, ECL, và nổi nhất thì là Hoàng Vũ Samson đã nói rồi, đúng không? Quan điểm của anh Huy là anh Huy có ủng hộ các cầu thủ nhập tịch tham gia đội tuyển Việt Nam? Tôi ủng hộ và tôi đã nói về chuyện này rất nhiều lần và từ lâu rồi trên các cái diễn đàn. Thực ra thì ngoài trường hợp của Santos, anh ấy bắt cái trận đấu gặp Olympic Brazil chúng ta đã nói rồi, thì cái chuyện mà khiến cho ông Calisso phải gạt anh khỏi đội tuyển ấy, thực ra là ở Cúp Thành phố Hồ Chí Minh năm đấy, lúc mà đang chuẩn bị rất là gắt gao cho AFF Cup mà chúng ta vô địch, thì Santos mắc những cái lỗi rất là nặng. Trận đấu tôi nhớ là gặp Turkmenistan là mắc những cái lỗi rất là thô thiển trong hai tình huống liên tiếp. Thì lúc bây giờ áp lực dành cho Calisso rất lớn, bởi vì chúng ta đang hướng đến AFF Cup và đội tuyển trải qua một cái chuỗi hơn 10 trận liền mà không biết đến thắng lợi. Cái hành trình chuẩn bị nó rất là kỳ lạ, rất là tệ, nhưng mà đấy là lần mà chúng ta vô địch được. Thì trước tình hình đấy Calisso loại và không bao giờ gọi lại anh ta nữa. Nhưng mà ở giai đoạn cuối của Calisso năm 2009 thì ông ấy vẫn gọi một loạt cầu thủ nhập tịch, trong cầu môn là Đinh Hoàng La. Đấy, trên hàng tấn công có Huỳnh Castellanos, có Đinh Hoàng Mắc. Đấy, tôi nhớ là một loạt những cầu thủ đã thi đấu với Olympiacos, mà lúc bây giờ huấn luyện viên Olympiacos là Van Verde, sau này là Barcelona. Tức là đã từng có tiền lệ rồi. Nhưng mà sau đấy thì không hiểu sao cánh cửa đóng lại. Chúng ta đã từng có đến 5-6 cầu thủ nhập tịch khoa đội tuyển. Có thể là có một cái mặt lệnh nào đấy. Và cũng có thể khi mà chúng ta vô địch AFF Cup rồi thì mọi người nghĩ rằng là cái mốc lớn, cái mốc lớn nhất chúng ta đã làm được mà không cần sự giúp sức thì sẽ không bao giờ cần nữa. Thế là về sau đấy tự nhiên không có nữa. Đấy, tuy nhiên là đến bây giờ chúng ta thấy là cái làn sóng xung quanh họ nhập tịch như thế, mình không nhập thì phải nói rất là lãng phí và nó có gì nó không công bằng. Tại sao những cái cầu thủ mà đã mang quốc tịch Việt Nam và đồng thời là họ có tâm huyết, đã có vợ có con người Việt Nam, tại sao để họ sống ở đây? Đấy, thế thì tôi cho rằng là chúng ta nên mở rộng cánh cửa cho những người này. Nhưng mà nhìn lại thời điểm hiện nay, nếu mà nói nhập tịch đang còn đá tốt, còn mỗi Samson đây. Đấy thì cũng có thể vì một nguyên nhân này. Tôi cũng đã gặp trực tiếp các anh lãnh đạo liên đoàn, tôi có nói cái chuyện này. Thế thì các anh ấy cũng có tiếp thu. Nhưng có lẽ lúc này nếu mở cánh cửa ra, nếu tạo trở lại một cái tiền lệ
còn đúng một người để áp dụng thôi, bởi vì sau Sam Sơn là chưa thấy công nhập tịch nào mà tốt hơn cả. Việt Kiều thì là chuyện bình thường, chúng ta vẫn dùng những người như Văn Lâm rồi là Martin Lò là chuyện bình thường, nhưng mà nhập tịch mà gốc gác sinh ra nước ngoài là còn mỗi Sam Sơn thôi, mà Sam Sơn thực ra cũng bắt đầu ở bên kia sửa dốc rồi. Thế thì có lẽ vì lý do này mà tạm thời cánh cửa nó vẫn đóng lại, chứ còn chúng ta đều biết là nếu mà không mở rộng ra thì phải nói cũng rất là thiệt thòi. Và lúc này đây, khi mà chúng ta nghĩ đến cái trận đấu gặp Malaysia là sốt ruột hết đấy, bởi vì đội bạn là 5-6 người tung vào hàng loạt mà bản thân hôm gặp ở Mỹ Đình tôi anh Tùng ngồi tường thuật, họ bổ sung 3 cầu thủ, đấy đều là những người mà không phải quá ghê gớm nhưng mà họ chơi rất là chỉn chu, và đấy đều là những vị trí mà hơn hẳn chúng ta không còn có thể khoét biên được Malaysia nữa khi mà họ có 2 cầu thủ đá cánh mới nhập tịch. Chứ còn trước đây chúng ta luôn luôn khai thác hai biên của họ rất nhiều, nhưng đến trận đấu Mỹ Đình hồi mùa thu năm ngoái không khoét biên được nữa. Thế thì bây giờ thêm vài ba ông nữa là rất lo đấy. Anh Ngọc này, ngay cả một nền bóng đá mà trước đây vẫn rất là nổi tiếng là bảo thủ như là Trung Quốc, đúng không? Vừa rồi là đội tuyển cũng có một ông nhập tịch đấy. Đúng rồi. Cũng ông nhập tịch đấy, họ cũng thay đổi đúng không? Hàn Quốc thì chưa có, nhưng Nhật Bản thì nhiều. Có Van der Lopez lâu lắm rồi. Van der Lopez không, Van der Lopez. Lopez, người Brazil. Từ cái chiến dịch vòng loại Frank 98 là anh đã chơi rồi. Và đấy cũng là lần đầu Nhật vượt qua được vòng loại. Rất là xa luôn. Đấy thì theo anh Ngọc thì cái lý do nào, cái lý lẽ nào cho việc là các cầu thủ nhập tịch không tham gia đội tuyển? Đây là chúng ta nói về đội tuyển Việt Nam anh. Đội tuyển Việt Nam đương nhiên. Tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta cần một sự bổ sung nào đó mà gọi là có dấu ấn người nước ngoài thì họ phải khỏe hơn chúng ta, họ phải giỏi hơn chúng ta. Tức là làm thế nào đó để với sự bổ sung đấy thì đội tuyển chúng ta phải mạnh lên. Đấy là điều chắc chắn thôi. Nhưng mà đội tuyển chúng ta không mạnh lên mà lại nhìn thấy một ông Tây đen loang quang nào đó chơi trong đội tuyển và tình hình nó xấu đi thì trái thích cả. Tôi nghĩ rằng đây hoàn toàn là câu chuyện liên quan đến yếu tố về mặt chuyên môn thôi. Chứ còn bây giờ thế giới người ta nhập tịch nhiều lắm rồi. Đội tuyển Nga có một người nhập tịch đến thậm chí là cách đây nhiều năm, đội tuyển Ba Lan có một ông Tây đen luôn. Thì những nền bóng đá đó họ nhập tịch vì rất là nhiều lý do, nhưng một trong những lý do quan trọng nhất luôn luôn phải là yếu tố về mặt chuyên môn. Với những cầu thủ như thế, với những vị trí như thế thì họ phải đóng góp được gì đó. Nhưng mà chúng ta đã ra câu hỏi là ok, chúng ta đã có những cầu thủ nhập tịch, nhưng họ liệu có hơn cầu thủ mà chúng ta đang có vào thế hiện tại hay không? Bây giờ chúng tôi cũng nói về chuyên môn nhé. Nếu mà về ở vị trí trung phong thì đã từ rất lâu rồi, làm gì có tiền đạo đội tuyển nào hơn được ông Hoàng Vũ Sam Sơn? Chắc chắn. Đấy là một điều mà chúng ta cũng phải đặt ra. Chính xác. Nhưng mà câu chuyện đấy nó hoàn toàn khác nếu như chúng ta đang ở trong thời kỳ mà bị khủng hoảng các thế hệ cầu thủ chẳng hạn. Chúng ta không có những cầu thủ nào thực sự là giỏi chẳng hạn. Ví dụ như bóng đá Ý chẳng hạn, không có một cầu thủ tiền vệ nào ra hồn phát phải nhập tịch cho ông Jorginho hay là trước đó là ông Thiago Motta ngay. Tức là họ không tìm đâu ra một vị trí nào nữa thì họ phải tìm những người mà có đủ tiêu chuẩn để có thể nhập tịch và có thể đá ngay được. Còn chúng ta không gặp cái khủng hoảng như thực thế. Thực ra hình như những trường hợp như là Jorginho hay là Thiago Motta thì nó còn có những cái nguồn gốc Italia. Đương nhiên rồi. Tức là ý tôi nói là họ không tìm ra các điều kiện. Tức là họ là những gọi là oriundi, họ có cái nguồn gốc nào đó. Ông bà ngoại, bà nội, cụ ngoại, cụ nội gì đấy cũng có nguồn gốc Ý chẳng hạn. Chính xác. Là được đá. Còn đây những cầu thủ này thì không phải là như thế. Đương nhiên là không phải là dây mơ dễ má liên quan đến chuyện đấy. Nhưng mà tôi cũng ủng hộ ý kiến của anh Huy. Tức là tôi hoàn toàn ủng hộ việc là sẽ có những cầu thủ nhập tịch, bởi vì chúng ta có nguồn cầu thủ của chúng ta là cầu thủ người Việt này. Chúng ta có những cầu thủ nước ngoài một cái dòng máu khác, nhưng họ khao khát công hiến cho đội tuyển của chúng ta. Họ có khả năng, nhưng bây giờ chúng ta không ở trong cái hoàn cảnh như là bóng đá Ý, bóng đá Ba Lan, bóng đá thậm chí Nhật trước kia. Chúng ta không ở trong hoàn cảnh của chúng ta thiếu vắng những cầu thủ giỏi. Chúng ta có một đội ngũ trẻ tốt thế cơ mà. Mà nếu bây giờ chúng ta, ví dụ dưới tay của ông Park bây giờ không sản sinh ra bất cứ một cái gọi là phép màu nào nữa, chúng ta thua kiệt quệ trong vòng 1 đến 2 năm, thì đương nhiên khi đấy câu hỏi về cái việc là có đưa cầu thủ về cầu nhập tịch hay không thì nó lại đang được đặt ra. Dung ra nhé, bây giờ thì cũng nói chuyện chuyên môn thì mình như này. Tôi đặt ra tình huống là này. Vào sân đội tuyển Việt Nam lúc ấy nói về chuyên môn đúng không? Thì nhỡ thì bây giờ thì nói Hoàng Vũ Sam Sơn, nhưng mà trước đấy cảm thời gian dài có Huỳnh Kesley Anvet, còn một loạt các tên khác cũng rất nổi bật. Nếu mà trong đội tuyển Việt Nam mới có 5-6 ông như thế thì nó cũng mà như thế là chúng ta đi trước khu vực đấy nhá. Đấy là vấn đề mà là cái mà chúng ta sẽ xâm nhập. Thì đây câu chuyện này là câu chuyện mà cả anh Huy nói, anh Ngọc đã nói và anh Vũ cũng đã gợi ra, thì tôi nghĩ là nó có mấy vấn đề như thế này. Đầu tiên ấy phải nói là nhu cầu của chúng ta. Chính xác. Nhu cầu đấy nó phải xuất phát từ cái vấn đề gì? Bản chất ấy, nó chúng ta phải có một cái định hướng về việc mà nâng tầm đội tuyển. Mong muốn đội tuyển có được một cái chất lượng cao hơn để phương tới những cái mục tiêu. Ví dụ như trước đây chúng ta mong muốn là AFF Cup thôi, đúng không? Hoặc là SEA Games. SEA Games thì giờ thì chắc là cái việc đấy không thể phục vụ được. Thì AFF Cup, và AFF Cup thì giờ chúng ta cũng đã có rồi. Không có các bạn đấy thì chúng ta cũng có thể giải quyết được. Năm 2008 chúng ta đã có rồi. Có lẽ là mục tiêu ở châu Á, hoặc nó cụ thể hơn nữa mà cái thứ mà nó gọi là tầm chiến dịch chiến lược lớn ấy,
nó là World Cup. Tức là chúng ta hướng tới World Cup 2022, mục tiêu lớn, hoặc là 4 năm nữa là 2026 sau đó, đúng không ạ? Thế thì cái việc đó nó là một cái chiến dịch mà chúng ta đã bàn đâu đó một vài lần. Nó phải có một cái quá trình chuẩn bị và tham gia của nhiều thành phần. Và cái việc bổ sung lực lượng từ nguồn cầu thủ nhập tịch hay là những cầu thủ Việt Kiều ấy, nó cũng là một trong những mục tiêu, đúng không ạ? Vậy thì mục tiêu của chúng ta đã đến tầm đấy đó chưa? Đúng không ạ? Cái năm 2022 này gần nhất, 26 thì chúng ta chưa bàn đến, vì nó 22 còn chưa tới mà chúng ta còn đang dở dang này. Thì nếu như chúng ta cách đây 4 năm, 8 năm trước mà chúng ta có cái mục tiêu đó, thì tôi tin là cái việc này ấy, nó cũng sẽ khiến cho cả một cái cộng đồng của chúng ta, cả xã hội chúng ta, nó sẽ phải nói đi nói lại và có cái tiếng nói chung và tìm ra một cái giải pháp cho nó. Thế còn về mặt luật pháp thì chúng ta đã nói chẳng vấn đề gì, đúng không ạ? Về vướng mắc với FIFA chẳng có vấn đề gì cả. Về mặt chuyên môn đương nhiên là các em ấy, các bạn đấy là tốt hơn với những cầu thủ thuần Việt chúng ta. Bản chất khi các bạn được mua về để đá thì và đã là tốt rồi. Cái câu chuyện cuối cùng mà tôi nghĩ rằng nó chính là cái vướng nhất nhất, đó là cái vấn đề quan niệm con người, quan niệm của xã hội, hay nói khác là một nhóm đại cử tri nào đó, các anh ấy cũng chưa thật sự là thông lắm với cả cái chuyện này. Mà tôi lấy ví dụ cụ thể là trường hợp mà đội bóng quân đội của chúng ta, thể công của năm 2008-2009, sau đó có một giai đoạn là có tên Viettel rồi cũng lại là trở lại thể công ấy, có dùng cầu thủ ngoại không, và cầu thủ ngoại thì màu da như thế nào, và đến từ quốc gia đến quốc gia nào, rồi cuối cùng là đá quyết định sử dụng rồi, và sử dụng rồi thì năm 2008 như thế, thì năm 2009 nó bắt đầu xuất hiện những cái vấn đề AB, vấn đề C nào đó, thì nó dẫn đến ảnh hưởng đến các cái quan niệm và ảnh hưởng đến những cái giá trị vốn dĩ nó là truyền thống. Hay nói khác là mình như cách mà chúng ta vẫn nói là nó không được cấp tiến cho lắm, thế thì phải xóa cái đi và làm lại, thậm chí là nghĩ rằng là không bao giờ càng khó, quân đội thì càng khó. Lại càng khó, đúng không ạ? Thế thì với đội tuyển quốc gia nó cũng là một phần nào đó với câu chuyện đấy. Câu chuyện này nó nếu mà nhìn xa hơn về phía trước ấy, thì tôi tin rằng là các cái quốc gia như là Italia, như là Đức, như là Ba Lan, như Nga chẳng hạn, đâu phải dễ dàng mà người ta chấp nhận một cái màu da, hoàn toàn khác. Chính xác. Đứng trong đội hình, đúng không? Vì chúng ta nhớ là năm 2002 thì có cái anh Asamoah đã chơi cho đội tuyển Đức. Nhưng mà ông Vũ Công Lập đã từng nói về cái câu chuyện này rồi, cũng phải dễ dàng để mà chấp nhận cái chuyện đấy đâu. Phải vượt qua rất nhiều cái thì có nghĩa là cái vấn đề của chính xã hội đặt ra, đúng không ạ? Các cái nhóm có gọi là có tiếng nói, có ảnh hưởng, nên người ta nói, người ta bảo là chưa được đâu, nhưng mà rồi một lúc nào đó người ta cảm thấy nhu cầu nó cần thiết, người ta thuyết phục được nhau và người ta và có những thông cái qua. tên sáng giá tức là tất cả những cái yếu tố nó phải khớp lại với nhau thì lệnh nó mới bàn ra được. Thực ra nó có gì đó đang một cái rào cản gọi là bất thành văn, đúng không? Nó cũng không hẳn là những cái chuyện pháp lý hay là chuyện chuyên môn đấy, nhưng mà tôi nghĩ rằng đấy là câu chuyện của cầu thủ nhập tịch.